Hoa hậu Trái đất Phương Khánh khiến fan tự hào khi trở thành giám khảo Hoa hậu Trái đất Philippines 2021. Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Phương Khánh chia sẻ đoạn trạng thái nhằm thông báo cô sẽ đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên cô sẽ chấm điểm thi thông qua hình thức trực tuyến. Đồng thời, Phương Khánh bày tỏ sự biết ơn đến ban tổ chức vì đã tin tưởng và cho cô cơ hội được trở thành một phần của Hoa hậu Trái đất Philippines năm nay. Bên cạnh đó, việc nhận vị trí quan trọng này khiến Phương Khánh nhớ lại cảm giác xúc động khi cô còn là thí sinh đại diện cho Việt Nam đến Philippines để tham dự cuộc thi Miss Earth 2018, nàng hậu viết. 3 năm trước, tôi đã đến Philippines mang theo bên mình theo sự hồi hộp và phấn khích khi là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Lần này, tôi lại ở Philippines một lần nữa, nhưng với vai trò hoàn toàn mới. Thật sự vinh dự khi tôi là một giám khảo của Hoa hậu Trái đất Philippines 2021. Tại cuộc thi Miss Earth diễn ra ở Philippines năm 2018, Nguyễn Phương Khánh vượt qua 86 đối thủ nặng thi khác để vinh dự được xướng tên trong đêm trao giải và trở thành Hoa hậu Trái đất, cũng là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ở đấu trường nhan sắc hoành tráng này. Việc Phương Khánh được mời vào vị trí cầm cân nảy mực phần thi áo tắm cũng là điều dễ hiểu. Ngoài danh hiệu có sức nặng mà đại diện Việt Nam giành được tại Miss Earth 2018, Phương Khánh cũng là người đẹp đạt huy chương bạc phần thi áo tắm ở mùa giải năm đó. Nhờ body cân đối với đường cong hút mắt, đặc biệt là vòng eo săn chắc đã khiến cái tên Phương Khánh trở nên đầy sức hút. Việc có mặt ở hàng ghế ban giám khảo hy vọng sẽ tìm ra nhân tố hoàn toàn xứng đáng. Hoa hậu Trái đất Philippines Miss Philippines Earth là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hàng năm ở Philippines. Người chiến thắng của cuộc thi sẽ đại diện cho Philippines tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Đương kim Hoa hậu Trái đất Philippines Rosanne Alison Bayon đến từ Baguio được trao vương miện vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Với vai trò giám khảo, Phương Khánh mong muốn truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đến các thí sinh để họ tự tin chinh phục hành trình phía trước. Hoa hậu Trái đất Philippines năm nay có 68 thí sinh đăng ký tranh tài. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối ngày 3 tháng 8 tới đây. Đây không chỉ là lần đầu Phương Khánh làm giám khảo tại các cuộc thi lớn. Trước đó, người đẹp đã tìm ra được 2 tân hoa hậu cho Miss Earth Singapore 2019 và Miss Earth USA 2019. Đặc biệt, Phương Khánh cũng đã từng ngồi ghế giám khảo Miss Virtual Malaysia 2019 cùng Hoa hậu Amber Chia, Hoa hậu Adeline Sen và Miss Grand Thái Lan 2016 Faya Malishan. Thế các bạn nghĩ sao về thông tin này? Hãy bình luận ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Tôi chuyên Việt TV xin cảm ơn và trân trọng mọi sự góp ý của bạn.